Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. The Jungle Resort and Casino. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Garden Road Supermarket, ngôi chợ Việt Nam hàng từ giá rẻ không đâu sánh bằng 714-638-7979, 638-7979. Tuấn Hoàng chào tụi trở lại với quý khán thính giả trong các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Hôm nay vùng Biển Đông lại bùng lên một cái tin tức chấn động, và đây chúng tôi nghĩ rằng là rõ ràng Trung Quốc cố ý để mà chơi cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa kết thúc ở tại Sunnylands. Bởi vì trong hội nghị này, 10 quốc gia vùng Đông Nam Á đã họp, và nội dung là Tổng thống Obama muốn gọi các quốc gia này đến để nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với quý vị để chúng ta kềm hãm sự gây hấn và hiếu chiến của Trung Cộng ở vùng Biển Đông. Mà trong đó quan trọng nhất là Tổng thống Obama cũng đã dành đến 40 phút đồng hồ bên lề để ngồi nói chuyện với ông Thủ tướng Việt Nam Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng. Và bản tin ghi nhận là chính cá nhân ông Dũng đã đề nghị phía Hoa Kỳ nói chuyện với Tổng thống Obama. Phía ông Dũng nói rằng Việt Nam chúng tôi yêu cầu Hoa Kỳ hoặc đề nghị Hoa Kỳ phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa, hành động thực tiễn hơn nữa, chứ không chỉ nói suông. Chúng tôi muốn có hành động thực tiễn, nhưng mà bản tin không nói rõ hành động thực tiễn là như thế nào. Sẽ gửi thêm tàu chiến để mà tuần hành cái khu vực Biển Đông bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa, hay là hỗ trợ của phía Hoa Kỳ, không nói rõ là liệu rằng có đề nghị là phía Quốc hội Hoa Kỳ nên tháo bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ cho Việt Nam hay không. Nhưng bản tin quốc tế chỉ ghi nhận là ông Dũng đề nghị Tổng thống Obama là Hoa Kỳ nên có hành động thực tế hơn nữa để ngăn chặn cái sự gây hấn của Trung Quốc. Sau khi cái bản tin nó đưa ra thì ngày hôm nay Trung Quốc sẵn lòng cho biết, và cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng như các vệ tinh đã chụp được, thưa quý vị, trên một hòn đảo. Đây không phải là hòn đảo nhân tạo, mà hòn đảo đã có sẵn, có 1.400 người dân cư ngụ ở trên đây. Và quý vị nhìn thấy đó, đây là khu vực mà Trung Quốc đã chiếm đóng trong thời gian qua Hoàng Sa và Trường Sa. Chỉ nằm phía bên ngoài của vùng Đà Nẵng, Hội An mà thôi. Cho nên chúng ta thấy đó, đây là một cái vấn nạn mà xảy ra bất cứ điều gì đó là Việt Nam lãnh đủ. Bởi vì bây giờ trên cái vùng quần đảo này đó thì có một cái hòn đảo rất là nhỏ, thưa quý vị, hòn đảo đó tên là Woody Island. Và quý vị thấy không, từ nhỏ xíu chúng tôi bắt đầu zoom vào để quý vị nhìn thấy, đây, ở trên đảo này đã có một đường băng, và đảo này không phải là đảo nhân tạo mà đã có sẵn từ lâu rồi. Một lần nữa, trên đảo này có hệ thống hạ tầng cơ sở, 1.400 người Trung Quốc đang cư ngụ ở trên đây. Và điều gì đã xảy ra? Trung Quốc đã đưa nguyên một cái dàn hỏa tiễn đến đây để thiết lập. Và hỏa tiễn này là hỏa tiễn đối không, quý vị nha. Hỏa tiễn này có khả năng bắn xa tới 100 dặm. Chính vì thế mà tất cả những máy bay nào mà vi phạm cái khu vực, cả cái khu vực này mà Trung Quốc nói là của Trung Quốc, đây là cả một cái khu vực đường lưỡi bò mà kéo dài xuống tận ở phía dưới miền Nam mà Trung Quốc nói là của Trung Quốc, thì tất cả đây, toàn bộ cái khu vực không phận này, Trung Quốc tuyên bố là khu vực bảo vệ không phận của Trung Quốc. Và trước cái bản tin này, điều này cho thấy rằng là Hoa Kỳ và Trung Quốc không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Trung Quốc ngày hôm nay, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, nói rằng có cái chuyện này chuyện bình thường. Chúng tôi đã nói từ lâu rồi là chúng tôi có quyền thực hiện những việc để mà bảo vệ không phận, bảo vệ biển đảo, bảo vệ người dân của chúng tôi. Và các anh đừng có thắc mắc, bởi vì cái khu vực này là của Trung Quốc từ xưa đến giờ rồi. Không có thắc mắc. Và nếu mà muốn tranh chấp giải quyết đó, thì chúng tôi đã đề nghị từ xưa tới giờ là Trung Quốc chỉ nói chuyện với từng quốc gia mà thôi. Chứ chúng tôi không muốn đưa cả cái vụ này ra tòa án, không có Liên Hiệp Quốc nào. Bởi vì họ, ngay cả Trung Quốc nói đó, Liên Hiệp Quốc không có thẩm quyền để định đoạt được
vùng đất này là của ai trong những cái hiệp ước, mặc dù là đã ký những cái hiệp ước đó rồi. Ngày hôm qua chúng tôi cũng có đưa tin về những hình ảnh của tờ Diploma đã đưa ra những cái hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy là Trung Quốc đã không những mà xây dựng những cái đường băng ngay tại các khu vực đảo Hoàng Sa mà còn bắt đầu kết nối bằng cách đổ đất theo những cái bãi đá ngầm của Hoàng Sa, xây thêm, bắt đầu xong quần đảo này rồi bắt đầu xây thêm cái tiếp đảo sau lắm. Nữa. Bây giờ thì họ và thiết lập hết tất cả mọi nơi đều có và từ từ sẽ gắn hỏa tiễn. Và bây giờ với cái bản tin tức này đó, Hoa Kỳ đã nói rằng đó, bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng để xác thực trong tay là Trung Quốc thực tâm là muốn sử dụng những cái hòn đảo này để thiết lập quân sự và có những cái hành động gây hấn rõ ràng luôn. Và năm 2016 này là sẽ là năm mà mọi người xem thử là Hoa Kỳ sẽ làm như thế nào để mà ngăn chặn tới tình hình biển đảo. Nhưng mà đầu tiên cũng phải nói là phản ứng của Việt Nam, chính quyền Việt Nam như thế nào để mà ngăn chặn tình trạng này. Nhưng mà anh Tuấn ơi, câu hỏi của anh Tuấn được đưa ra đó, các nhà phân tích cũng nói đó, rồi rốt cuộc chẳng ai làm gì hết. Bởi vì cái mấu chốt ở đây đó là Trung Quốc với lại Hoa Kỳ đã có cái mối quan hệ làm ăn. Và vì thế đó, cả hai bên đều sẽ rất là tự chế. Mà phía Hoa Kỳ thì cứ gửi khu trục hạm đi, hoặc gửi tàu chiến đi qua tuần duyên đi. Trung Quốc vẫn xem đó là một cái hành động gây hấn. Rồi phía Hoa Kỳ cũng xem việc Trung Quốc mà thiết lập thêm những hệ thống hỏa tiễn đó là hành động gây hấn. Nhưng mà cuối cùng có đi đến chiến tranh hay không? Các nhà phân tích nói không, không thể đi đến chiến tranh. Và được biết là hội nghị thượng đỉnh ASEAN không có đề cập tới vấn đề Biển Đông. Tổng thống Obama công trong bài diễn văn khai mạc có đề cập, nhưng mà chỉ là đề cập nói rằng là như chúng ta đã vẫn nghe rồi, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các quốc gia này để mà ngăn chặn những cái hành vi gây hấn của Trung Quốc. Ông cũng nói thế thôi, nhưng mà những cái hành động cụ thể sẽ làm như thế nào? Khó lắm. Nó đâu thể nào mà Hoa Kỳ gửi quân hoặc là gửi vũ khí cho Nam Hàn như là trường hợp sẽ gửi cho Việt Nam. Hoa Kỳ thực sự bây giờ cũng đâu có tin gì Việt Nam. Việt Nam bây giờ một mặt đó thì là sang nói chuyện với Mỹ, một mặt thì vẫn giao du với Trung Quốc, là đàn em của Trung Quốc mà lại là một chế độ cộng sản nữa. Làm sao mà có thể tin tưởng được? Cho nên nói gì thì nói, Hoa Kỳ vẫn bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ ở khu vực này. Nghĩa làm sao? Hoa Kỳ đã nhấn mạnh nói rằng Mỹ làm sao cái khu vực này vẫn là khu vực tự do hàng hải. Mỗi một năm lên tới 5.000 tỷ đô la hàng hóa, mà nhất là tàu dầu của Mỹ cũng di chuyển ở khu vực này rất nhiều để đưa dầu sang cho Nhật Bản và Nam Hàn. Apple đã phản đối về một lệnh của tòa án tối cao yêu cầu Apple và những công ty sẽ coi như là phá cái code, phá cái dấu vân tay, cái mã hóa của chiếc phone điện thoại của một người mà đã là người khủng bố trong cái vụ ở San Bernardino, giết hại hơn 14 người và 22 người khác bị thương. Tin tức cho biết là Apple đã phản đối lệnh này và nói rằng điều này sẽ làm vi phạm tới các quyền và dữ liệu nguyên tư của người dùng và vi phạm những cái policy của Apple đưa ra. Trong khi đó thì FBI và chính phủ Hoa Kỳ người ta vẫn đang mong muốn thử là khi mà phá được cái mã hóa như thế này thì xem từ ở trong người ta sẽ điều tra ra rất nhiều những thông tin riêng tư của hai tên khủng bố và từ đó sẽ điều tra ra được động cơ, nguyên nhân và cũng giống như là đầu mối của những tên khủng bố như thế này. Nhiều nhà phân tích người ta lại cho rằng nếu như Apple đáp ứng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ, tức là họ phá cái dữ liệu để mà mã hóa cái phone đi, thì Apple sẽ bắt đầu gây nên một cái hình ảnh không tốt đối với người dùng. Tức là ở trong cái policy của Apple, người ta nói là Apple sẽ không có đụng tới quyền riêng tư. Thí dụ như ở cái phone của quý vị khán thính giả, khi mà quý vị đặt cái dấu vân tay vào, quý vị có tự hỏi là cái dấu vân tay đó nằm ở đâu hay không? Apple nói là dấu vân tay đó sẽ giữ mãi trên phone của quý vị và không có gửi tới máy chủ của họ. Và tức ngay là cả nhân viên của Apple cũng không có khả năng để phá vỡ cái bí mật đó. Nhân viên của Apple không có đủ khả năng tới bí mật đó, nhưng mà các nhà công nghệ lại cho rằng cái làm này được. Cũng là Apple làm. Đúng. Được, nhưng mà người ta không làm. Người ta chế được thì người ta phá được. Người ta làm nhưng được. Mà Apple nói không, nếu mà tôi phá thì đâm ra tôi tạo ra một cái tiền lệ
Để thế mà mỗi lần mà có một cái vụ khủng bố hay bất cứ ai có cái điều gì nghi ngờ là FBI có quyền đi vào cái phone đó mà phá đi cái bí mật của iPhone. Cái điều này tranh chấp giữa cái quyền riêng tư một lần nữa trở lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Yeah. Và liệu rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI có khả năng để vượt qua cái quyền riêng tư của hiến pháp Mỹ hay không? Yeah, vâng. Bảo vệ cái quyền riêng tư đó. Nhưng mà với những người diễn dịch thì họ nói rằng là quyền riêng tư của người dân phải hy sinh trong thời điểm khủng bố. Mắc khổ của nỗi đó là có những cái điều khoản của hiến pháp cũng cho phép trong trường hợp chiến tranh khủng bố thì đôi khi người dân phải hy sinh cái quyền riêng tư đó. Thì FBI nói rằng đây là lúc mà Apple phải hy sinh cái quyền riêng tư đó của Apple. Dạ vâng. Và trong đó, trong thời điểm ngay tại bây giờ thì các hãng công nghệ lớn như Google, Apple, mà nhất là Apple vẫn còn đương đầu với là cái quyền riêng tư đó. Người ta nói là phải bảo vệ quyền riêng tư. Trong đó thì Google, Microsoft cũng đã bắt đầu là khi mà FBI gửi xuống một cái thông tin thì họ bắt đầu họ phải đưa những cái thông tin đó cho chính phủ. Anh Tuấn nghĩ sao? Em nghĩ là cái đó là quyền riêng tư, nhưng mà trong cái thời buổi này khủng bố như thế này thì bắt buộc cái quyền riêng tư đó phải chịu hy sinh một chút xíu để mà bảo vệ. Tôi đồng ý, bởi vì sao? FBI và cảnh sát có quyền xin chat tòa để vào nhà quý vị lục soát. Dạ, đúng. Trong đó biết bao nhiêu thứ riêng tư của quý vị, hình ảnh riêng tư cá nhân đủ thứ quý vị muốn, thậm chí là vợ mình cũng không muốn cho thấy nữa. Dạ. Nhưng mà FBI có thể thấy được thì cái điều đó là mình đã hy sinh rồi. Dạ. Thì bây giờ thì cái phone này nó cũng như cái nhà mình thôi. Dạ. Thì FBI bây giờ tôi nghĩ là FBI có thể sẽ thắng đó. Ông Tim Cook ông nói như thế để mà ông cho những người mà sử dụng Apple biết là Apple cố gắng fight, chiến đấu, bảo vệ cái quyền riêng tư của người dùng. Nhưng mà cuối cùng không được. Apple thua. Cho nên rồi thì cũng phải mở cái máy ra mà thôi. Và FBI hy vọng là khi mà mở cái app của tên Syed Farouk á, quý vị nhớ, Syed Farouk là kẻ chủ mưu trong vụ tấn công San Bernardino đó, để tìm hiểu xem Syed Farouk đã liên lạc với ai, có liên lạc với ISIS ở bên Syria, có liên lạc với ISIS nào ở Mỹ hay không. Đó là điều mà FBI muốn. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại, gửi đến thêm quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày.